Ông Lý Soãn là hội viên hội trong dân ấp đường đào xã Hồ thị kỷ huyện Thới Bình. Thời gian qua, ông đã tìm hiểu và học hỏi mô hình nuôi cua đinh. Ban đầu, ông mua 50 con cua đinh giống về nuôi trong hồ xi măng. Thấy mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, ông Soãn xây thêm hai hồ xi măng để nuôi kết hợp cua đinh với bà ba. Hiện nay, gia đình ông Soãn đã thoát nghèo và làm ăn khấm khá hơn. Gia đình tôi nuôi cua đinh thì thấy phát triển hơn so với nuôi tôm cua nuôi tôm cua từ Tết tới giờ thu hoạch chỉ được hơn 60 triệu đến 67 triệu đồng. Còn năm nay nuôi ba ba với cua đinh thì tôi cũng chuẩn bị thu hoạch ước tính sẽ thu được khoảng hơn 100 triệu đồng. Nuôi cua đinh ít tốn công chăm sóc, tỷ lệ hao hụt ít. Bà con có thể tận dụng diện tích vườn tạp để xây chuồng hoặc đào hầm để nuôi cua đinh. Đặc biệt, đầu ra luôn ổn định, với hiệu quả kinh tế cao, mô hình này ngày càng được nhân trọng ngành nông nghiệp quyện thới bình sẽ tập trung chuyển giao kỹ thuật kinh nghiệm nuôi cô đinh cho hội viên bà con theo nhóm tổ sản xuất để tiếp tục nhân rộng mô hình đồng thời tăng cường liên kết với các tổ chức doanh nghiệp để bao tiêu đầu ra